Người Chăm hay Chăm Ba là một trong 54 dân tộc sinh sống ở Việt Nam. Người Chăm tại Việt Nam nổi tiếng với lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, cũng như nền văn hóa rực rỡ, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa Ấn Độ. Nhưng mùa lễ hội KT, lễ hội lớn nhất trong năm của người Chăm sắp diễn ra vào tháng 10 dương lịch, Thế Giới Văn Hóa xin mời các bạn cùng gặp gỡ nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa Chăm Indrashara để nghe ông chia sẻ về những nét đẹp văn hóa của người Chăm tại Việt Nam. Dạ, con chào chú. Đầu tiên thì chú có thể chia sẻ giúp con là trong năm thì người Chăm có những cái lễ hội lớn nào và ý nghĩa của mỗi cái lễ hội đó như thế nào ạ? Có thể nói là người Chăm cư trú ở Việt Nam hơn 10 tỉnh thành khác nhau, tập trung nhiều hơn cả là ở Ninh Thuận và Bình Thuận, sau đó An Giang và thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác. Mỗi nơi người Chăm có nhiều lễ hội khác nhau, nhưng có thể nói là lễ hội lớn nhất là lễ hội KT, sau đó là lễ hội Ramuwan và lễ hội đầu năm là lễ hội Richanakan. Mỗi lễ hội có đặc trưng khác nhau và tổ chức có mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, nhưng mà tất cả đều cầu cho sự tốt lành của dân làng, tống khứ cái xấu xa ra khỏi làng và đón cái tốt lành nhất vào làng. Dạ thưa chú, người Chăm thường hay có những cái hoạt động nào trong các lễ hội? Thí dụ như hình như con được biết là người Chăm thường rất thích là múa nè, thích hát nè. Tất cả lễ hội Chăm đều gắn liền với ca múa nhạc. Người Chăm có 74 điệu trống khác nhau, mà mỗi điệu trống đều tương ứng với mỗi bài hát và mỗi điệu múa khác nhau. Người Chăm múa các đạo cụ như thế là múa khăn, múa tay không, múa đội, múa đạp lửa, múa roi và múa kiếm tất tần tật. Các điệu múa đó đều thể hiện trong lễ hội. Chỉ có sau này người ta mới sân khấu hóa và đưa lên sân khấu để tất cả mọi người xem. Và bên cạnh là ca múa, người Chăm còn có điệu hát. Ví dụ như lễ Richanakan là các điệu tầm nươi, các bài ca tụng ca trong các lễ hội đó là để ca ngợi anh hùng liệt nữ, người đã từng hy sinh, đã từng đóng góp xây dựng làng xóm, xây dựng quê hương đất nước. Dạ, thưa chú, về trang phục của người Chăm thì đối với phụ nữ Chăm họ bận những cái trang phục như thế nào và nam giới thì bận những trang phục như thế nào? Tất tần tật y phục Chăm đều xưa đến giờ và người ta vẫn là dùng thổ cẩm để may trang phục khác nhau. Đặc biệt người ta chú ý nhiều nhất là trang phục của người nữ Chăm. Trang phục của nữ Chăm là áo dài. Áo dài Chăm nó khác với áo dài Việt là không có xẻ tà. Và thứ hai nữa có váy Chăm. Và váy có thể là người ta cách điệu bắt rất là nhiều và trông rất là đẹp mắt. Và đương nhiên trong trang phục của người nàng ông, người ta có thể là phân biệt được sự sang hèn trong cách ăn mặc. Dạ thưa chú, còn một vấn đề nữa khi mà nhắc đến văn hóa thì cũng không thể thiếu, đó là về ngôn ngữ. Hiện nay giới trẻ mà của cộng đồng người Chăm họ có còn chịu học tiếng Chăm nữa hay không, hay là chuyển qua học tiếng Việt hết rồi ạ? Sống sen cư và cộng cư với người Việt nên có thể nói là ngay từ bé người Chăm đã nói song ngữ. Năm 1978, nhà nước cho thành lập ban biên soạn sách chữ Chăm. Ban này có bổn phận soạn sách chữ Chăm, dạy cho cấp tiểu học cho các con em Chăm. Trường Chăm có con em Chăm theo học. Từ đó đến nay đã gần 40 năm và chương trình dạy được có thể nói là rất là tốt. Các bạn vừa nghe chú Indrashara chia sẻ những nét đẹp văn hóa của người Chăm. Linh hy vọng rằng những kiến thức này sẽ giúp ích cho các bạn. Cảm ơn chú rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.